Nova World Phan Thiết. Có rất nhiều trò chơi và mọi người tham gia chơi rất là vui. Có ý nghĩa trải nghiệm cho mình và cả gia đình. Mình sẽ quay lại để tham gia chơi trò chơi. Mình thấy là không khí nhộn nhịp, khá là nhiều trò chơi và mình cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vui ạ. À, mong muốn là có nhiều dịp để trải nghiệm nhiều trò chơi hơn nữa. Mình đi với gia đình thì mình không ngờ là cái vô cái khu nó lớn như vậy. Mình cảm thấy người mình là cũng muốn đi du lịch nhiều hơn. Mình thấy cái hoạt động ở đây rất tuyệt vời, rất là sôi nổi à, tụi em rất háo hức à. Mà chắc là mình sẽ chơi hết. Con thấy nó rất là hoành tráng và to, con thấy rất là vui và rất là nhiều trò chơi vui nhộn. Thì con sẽ ghé nơi này chơi tiếp. Hôm nay gia đình đưa cháu đi vườn thú safari ở Nova World Phan Thiết. Cảm nhận đây rất là náo nhiệt, hoành tráng. Safari cũng đầu tư những con thú để cho các em trải nghiệm. Mình rất là tự hào ở Phan Thiết Bình Thuận mình có một cái khu vui chơi giải trí cho những cái hoạt động trải nghiệm của sầm uất lớn như thế này. Chỉ cần nói hai từ thôi là tuyệt vời.